chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 21 tháng 2 của Rosavina. Bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đào tạo nâng cao kỹ năng hàng dành cho công nhân nhà máy Boller và Quater. Bí thư tỉnh ủy thăm và động viên tinh thần làm việc đầu năm. Tham gia ngày hội việc làm đầu xuân năm 2019, tăng cơ hội tìm kiếm ứng viên tiềm năng. Sau đây là nội dung chi tiết nhằm nâng cao kỹ năng hàng cho công nhân và giúp họ đạt được chứng nhận năng lực thợ hàng để thực hiện dự án mới. 14 công nhân của hai nhà máy Boller và Quater được đào tạo nâng cao kỹ năng hàng, tăng cường năng lực để thực hiện dự án mới. Hiện nay, nhà máy Boller đang đảm nhận sản xuất sản phẩm cho dự án Linsey và nhà máy Quater đang chế tạo cho dự án Samsung Engineering. Đây là hai dự án mới với những yêu cầu mới về kỹ thuật cũng như một vài yếu tố khác. Chính vì vậy, việc bồi bổ nâng cao tay nghề cho công nhân lĩnh vực hàng phù hợp với yêu cầu mới của các dự án là điều cực kỳ cần thiết để giúp họ hoàn thành tốt các dự án trọng điểm này. Khóa đào tạo sẽ diễn ra trong hơn 2 tháng, bắt đầu từ ngày 11 tháng 2 đến 15 tháng 4 tại trung tâm đào tạo dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của hai giảng viên nội bộ có nhiều kinh nghiệm, anh Bùi Quang Hưng và anh Phạm Hồng Lưu. 14 học viên đến từ nhà máy Boller và Quater sẽ phải trải qua 6 giờ học lý thuyết về hàng que SMAW, WBS và vật liệu hàng và 264 giờ thực hành về kỹ năng hàng que. Tham gia khóa học, bên cạnh được trang bị những kiến thức lý thuyết nâng cao về hàng, vật liệu hàng và WBS, phân biệt được các loại vật liệu hàng, các học viên còn được hướng dẫn thực hành về kỹ năng phương pháp hàng que từ 1C đến 6C. Phương pháp đào tạo tập trung vào thực hành sẽ giúp cho các học viên dần dần thành thạo các vị trí hàng đạt yêu cầu, nhằm hạn chế tối đa các lỗi không mong muốn trong quá trình thực hiện dự án. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp đầu năm mới, đoàn gồm 10 vị lãnh đạo đến từ tỉnh ủy và ban quản lý khu kinh tế Trung Quốc và bí thư tỉnh ủy Lê Viết Chữ dẫn đầu đã đến thăm và gặp gỡ lãnh đạo cùng một số đại diện người lao động tại Rosavina, động viên tinh thần làm việc và chúc họ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp đoàn tại văn phòng chính có tân tổng giám đốc ông Cho Yeon Chi cùng các thành viên bộ phận quan hệ đối ngoại. Mở đầu buổi làm việc, thay mặt đoàn, bí thư tỉnh ủy Lê Viết Chữ đã gửi lời chúc mừng đến tân tổng giám đốc Rosavina vừa mới được bổ nhiệm vào ngày 14 tháng 1 vừa qua. Bí thư tỉnh đã đánh giá cao những đóng góp tích cực của Rosavina vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Đồng thời, ông cũng thăm hỏi tình hình hoạt động sản xuất và kế hoạch kinh doanh của công ty trong năm 2019. Thay mặt công ty, tổng giám đốc Cho Yeon Chi đã gửi lời cảm ơn chân thành vì lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Rosavina đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước khi kết thúc buổi làm việc, đoàn đã đến tham quan trực tiếp tại nhà máy Boller. Tại đây, bí thư tỉnh ủy Lê Viết Chữ một lần nữa bày tỏ niềm vui khi chứng kiến không khí làm việc hăng say trong những ngày đầu năm mới của đội ngũ lao động công ty. Bí thư cũng đã bắt tay một số người lao động động viên chúc mừng năm mới, đồng thời mong muốn đội ngũ công nhân sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong năm 2019. Nhằm tìm kiếm nguồn ứng viên tiềm năng đáp ứng yêu cầu phát triển nhân sự của công ty, trong 2 ngày 12 và 16 tháng 2, bộ phận tuyển dụng đã tham gia chương trình Ngày hội việc làm đầu xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại hai điểm là thành phố Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn. Phiên giao dịch khai mạc Hội Việc làm đầu xuân Kỷ Hợi năm 2019 do Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức. Theo đó, đã có 61 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng 16.330 lao động, gồm 1.700 lao động có trình độ đại học cao đẳng, hơn 4.000 lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng có nhu cầu tuyển dụng hơn 10.500 lao động phổ thông và lao động có tay nghề. Tham gia phiên giao dịch việc làm đợt 1 được tổ chức sáng ngày 12 tháng 2 tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Quảng Ngãi và đợt 2 diễn ra tại Trung tâm Hành chính huyện Bình Sơn. Vào ngày 16 tháng 2, công ty Rosavina đăng ký tuyển dụng tại các vị trí kỹ sư đào tạo, kỹ sư mua hàng, nhân viên kỷ luật lao động, nhân viên nhập liệu dự án, nhân viên khai thuế hải quan, nhân viên logistics, nhân viên sales and marketing và nhân viên kiểm soát nội bộ. Kết thúc hai đợt tuyển dụng tại Hội Việc làm đầu xuân Kỷ Hợi, bộ phận tuyển dụng Rosavina sẽ tiến hành tổng hợp và lựa chọn ra các ứng viên đạt chất lượng, có đủ trình độ, năng lực đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của công ty.
Tiếp tục bản tin trưa nay, mời các bạn cùng xem một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa nay của Rosanvina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin này, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Rosanvina DVTV V10N13. Đồng thời, các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Rosanvina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và IZU với từ khóa Rosanvina. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin sau. Thân ái, chào tạm biệt.